Em chào các bác, lại em Lâm đây. Lại tiếp tục lên mẫu hút ẩm tiếp cho các bác, bởi vì là các bác mua máy thì các bác hay bắt gửi video, cho nên là em sẽ quay video rất nhiều cho các bác luôn. Lên mẫu nào quay mẫu đấy, để bác nào ưng trước nào lấy trước đấy. Thì như mọi video thì em giới thiệu qua cửa hàng em trước, để các bác mới biết kênh có thể biết kênh nhà em. Kênh em là kênh Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Hai số điện thoại em đều dùng Zalo cả, là số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, em dùng hai số này đều dùng Zalo cả. Các bác nào cần tư vấn gì hay cần mua bán gì thì cứ alo cho em. Thì trước mắt coi đây là hai con Corolla, thì nhà em hiện tại còn hai màu đấy, màu xanh này và màu đây gọi là màu sữa đục đi, nguyên bản là màu sữa đục. Thì máy rất là đẹp, không có vỡ bể lứt ở đâu cả đấy, máy rất là đẹp luôn. Đấy, em quay hai mẫu luôn cho các bác luôn đấy, quay qua tem luôn đây. Đều là máy sản xuất từ 2012-2013, máy hút là 6-8 lít, điện 110, tổng công suất dùng là 185W, ga 134, ga bơm vào là 67g, tổng trọng lượng máy là 7,9kg. Đấy, con này thì nó hút cho phòng tầm 25m2 trở xuống rất là hợp luôn, và rất là gọn nhẹ, các bác xách đâu cũng được. Và máy này thì lắp đổi nguồn bên trong được. Đấy, thì bác nào mà lắp đổi nguồn bên trong thì các bác bổ em. Đấy, máy này thì là em bán là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng gồm có những gì? Là gồm có đổi nguồn bên trong này. Đấy, gồm có tiền phí ship này cho các bác này. Đấy, đầy đủ hết cho các bác là 2.200.000 đồng, là ship tận cửa nhà cho các bác. Máy thì máy Lào ở nhà em khẳng định luôn. Máy Lào ở trong nhà em khẳng định các bác luôn là lốc là lốc zin, mạnh là mạch zin, không động chạm, không sửa chữa gì. Đấy, con nào vớ ở đâu, lứt ở đâu em nói luôn. Còn con nào mà không vớ, không lứt ở đâu thì em sẽ không nói nữa, bởi vì là nó đẹp rồi thì không cần phải giải thích làm gì nữa. Đấy. Đấy, ở bên ngoài thì nó đẹp, quan trọng là bên ngoài thôi, còn chất lượng ở bên trong thì nó cam kết rồi. Đấy thì các bác không phải lo gì đâu. Đấy, còn máy mà bị xước sát ở đâu hay các bác cần chỉ ở đâu thì các bác cứ Zalo cho em gửi ảnh chi tiết cho. Còn video em quay luôn cho các bác rồi. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đây em cắm điện cho các bác luôn. Bật đèn lên hết, máy rất là đẹp luôn. Còn cái chức năng ở đây thì có yên tâm là các bác mua máy nào thì em cũng đều dịch tiếng Việt hết cho các bác rồi. Đấy thì các bác không phải lo gì nữa, máy chạy rất là êm luôn. Vì quay ở ngoài mặt đường này thì xe pháo đi lại nó rất là ồn, thì cũng rất mong các bác thông cảm nhá. Đấy, em xin phép em chào các bác nhá, hẹn các bác ở một video sau, bởi vì là em cũng tranh thủ em còn đi làm. Đấy, em chào các bác nhá.